Dạ, em xin chào mọi người nha. Thì hôm nay em xin giới thiệu với mọi người một cái chiếc bình nước mà siêu hot hiện nay luôn. Đây là mẫu nước bình vuông mà bên em có ha mọi người. Nó đi kèm cho chúng ta là full phụ kiện, dây đeo và tích tơ hình dáng kèm ống hút ha mọi người. Thì hôm nay em sẽ mở và em quay cái chiếc video cận cho mọi người xem nha. Cái bình khá là bằng nhựa nhưng mà nó rất là cứng cáp mọi người. Spot. Cái này là mẫu bình vuông dung tích 1,5 lít ạ. Đây, phần mở nắp thì mọi người em thích cái này nè. Mọi người nhìn nè, đó, mình bấm cái này nó bật ra. Rồi khi mà chúng ta đè lại, khóa lại, chúng ta không có cho nó bị bung ra, bị chảy ra, bấm thì nó sẽ khóa cái này lại, nó không có bật ra mọi người. Đó, tiện lợi khi mà mang nước uống ha. Rồi, giờ em sẽ đập hộp cho mọi người là nó kèm tích tơ gì nha mọi người. Đây, nó sẽ kèm cho chúng ta là một cái vòng, một cái dây đeo khi chúng ta đeo giống như cái túi xách đeo chéo một bên người để đựng trà sữa, đựng cái nước lên ép hay gì đó mình mang đi học đi làm. Thì đây thuận tiện cho mấy bạn sinh viên đi làm văn phòng và sinh viên rồi học sinh đồ hay, rất là tiện lợi luôn mọi người. 1,5 lít thì mình uống một ngày hết bình này là ok, đủ lượng nước rồi mọi người ha. Đây, cái tích tơ đi kèm để chúng ta trang trí cái bình này thì rất là dễ thương nè mọi người. Về cái mọi người chỉ cần gỡ ra và dán vào chỗ nào mình yêu thích thôi ha. Cái bình vuông này thì nó có cái ngấn này chúng ta cầm nè, rất là tiện nè mọi người. Vậy mọi người sẽ dán vòng vòng phần này hay phần mặt của nó ha. Rồi rất là dễ thương luôn mọi người ha. Nó kèm cho chúng ta một cái ống hút nè. Rồi và một cái ba cái ống hút này để chúng ta gắn nè mọi người. Thì cái phần này hôm bữa em mới về em cũng không biết gắn làm sao hết trơn á. Em nghiên cứu kỹ dữ lắm, hôm nay mới biết gắn. Và em cái chiếc video này mọi người nào mà không biết gắn thì xem cái thao tác của em gắn để biết ha. Nó cũng, nếu mà chúng ta chưa dùng cái này thì về mình sẽ không có biết gắn như thế nào đâu mọi người. Thì cái này là cái ống silicone dẻo kèm cho chúng ta về. Trước tiên em sẽ lắp cái ống hút này vào cái đầu này. Rồi cái phần silicone dẻo em sẽ gắn ở phần dưới ống hút này nha mọi người. Để mà khi chúng ta đóng cái nắp bình lại á, cái phần dẻo này nó sẽ bị co lại, nó không ảnh hưởng tới cái ống hút này nha mọi người. Đó. Rồi sau cuối buổi thì chúng ta mang về chỉ việc là rửa bình thôi, không có ảnh hưởng gì hết, tháo ra rửa bình thôi. Bây giờ chúng ta sẽ lắp vào nè mọi người. Đây, đó, cho cái lỗ này vào, phần silicone ở dưới. Rồi, đó, thì chúng ta chỉ dặn cái nắp bình này lại ha mọi người ha. Đó. Rồi mọi người sẽ thấy giùm em là cái phần ống hút nước của chúng ta nó nhô lên. Thì mọi người sẽ đậy không có được nè mọi người. Nhưng mà hồi nãy mọi người nhớ cái silicone dưới không? Giờ chúng ta đè thoải mái nha. Rồi, đây, khi em đè lại, em khóa cái bình lại. Rồi, đó. Rồi em mang đi là bảo đảm nó sẽ không bị tràn nước, hay là mình vận động thoải mái nó không có bị tràn nước ra bên ngoài ha mọi người ha. Rồi, phần tiếp theo á là tích tơ thì mình tự dán trang trí ha mọi người. Rồi, tháo lắp và dán theo sở thích của mình luôn. Một chiếc bình này nhờ giá 100.000 đồng nha mọi người. Thì mẫu này đang rất là hot nè, em thấy mọi người chắc cũng thấy nhiều bạn ở bên ngoài sử dụng rồi ha. Bạn nào có nhu cầu mua hàng thì liên hệ với em Zalo số điện thoại 0387728778 nha. Dạ, em tên Thảo, em ở Mỹ Tho, Tiền Giang ạ. Dạ, cảm ơn mọi người đã theo dõi video của em. Dạ, xin chào và hẹn gặp lại ạ.